Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Thế giới nhìn từ Vatican xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Lan Vy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt trong ngày hôm nay của chúng tôi. Những chi tiết quan trọng trong cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Trump và đài truyền hình Công giáo EWTN. Thưa quý vị và anh chị em, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ ban hành một sắc lệnh hành pháp được thiết kế để bảo vệ các bức tượng công cộng vì các bức tượng trên khắp đất nước đã và đang bị phá hủy hoặc làm biến dạng trong các cuộc biểu tình những tuần gần đây. Tổng thống nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào ngày 22 tháng 6 vừa qua với Raymond Arroyo, người dẫn chương trình của EWTN trong mục The World Over. Trong cuộc phỏng vấn này, Tổng thống Trump cũng đề cập đến một bức thư ngỏ của Đức Tổng giám mục Vigano viết cho ông. Chúng ta phải làm điều gì đó rất sớm, Tổng thống nói. Chúng ta cần một sắc lệnh. Chúng ta sẽ buộc các thành phố phải bảo vệ các di tích của họ. Đây là một sự ô nhục. Giữa những cuộc biểu tình nổ ra sau cái chết của George Floyd vào ngày 25 tháng 5, dưới bàn tay của một viên chức cảnh sát, những bức tượng của các nhân vật lịch sử đã bị một số người biểu tình phá bỏ. Trong khi những người biểu tình chống phân biệt chủng tộc bắt đầu bằng việc lật đổ các bức tượng của các nhân vật trong thời nội chiến, những người biểu tình trong những ngày gần đây đã lật đổ các nhân vật khác như George Washington và Ulysses S. Grant cùng với Thánh Junipero Serra, một nhà truyền giáo Công giáo đã thành lập chính miền truyền giáo ở California. Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng các thành phố bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất bởi các cuộc biểu tình, bạo loạn hoặc cướp bóc nằm trong các tiểu bang mà Đảng Dân Chủ đang nắm quyền. Tất cả thuộc về Đảng Dân Chủ, thường là Đảng Dân Chủ cấp tiến. Hãy để ý, ở Chicago cũng là Dân Chủ, Seattle cũng là Dân Chủ, tiểu bang Washington cũng là Dân Chủ, Portland cũng là Dân Chủ. Tất cả những nơi này được điều hành bởi Đảng Dân Chủ. 20 trên 20 tiểu bang đều do Đảng Dân Chủ điều hành. Tổng thống nói, họ không biết những gì họ đang làm, và nếu Biden thắng cử, đất nước này sẽ rơi vào một thảm họa. Hãy nhìn vào đường lối chúng tôi điều hành mọi thứ. Chúng tôi đang điều hành mọi thứ rất tốt. Và nếu tôi không phải là Tổng thống, hãy nói về những bức tượng chẳng hạn. Chúng ta sẽ không còn bức tượng nào đứng nổi bây giờ, bởi vì tôi đã làm những điều mà có lẽ bạn không biết để cứu rất nhiều bức tượng như thế. Tổng thống nói thêm, ký giả Arroyo đã hỏi Tổng thống Trump về việc ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Joe Biden có phải là người ủng hộ cuộc sống hay không, và nhận xét rằng một số người Công giáo tuyên bố rằng ông Biden là một ứng cử viên phò sinh vì ông phản đối án tử hình và những nỗ lực của ông nhằm chấm dứt tình trạng biến đổi khí hậu, trong khi tuyên bố Tổng thống Trump không phải là người phò sinh. Tôi hoàn toàn ủng hộ án tử hình cho những tội ác ghê tởm, ok? Nó phải như thế, Tổng thống nói. Tôi ủng hộ cuộc sống, còn ông ta thì không. Đảng Dân Chủ thì sao? Hãy nhìn xem họ đưa ai ra tòa. Họ muốn đưa rất nhiều người phò sinh ra tòa. Vì vậy, tôi mới là người ủng hộ cuộc sống. Đảng Dân Chủ không có đâu. Không ai có thể nói rằng Biden là người phò sinh. Hãy nhìn vào lập trường của ông ta trong những năm qua thì rõ. Tổng thống nói thêm và nhận xét rằng, theo quan điểm của ông, Đảng Dân Chủ sẽ thúc đẩy một chương trình nghị sự ủng hộ phá thai nếu Biden được bầu vào tòa Bạch Ốc. Anh hãy nhìn kỹ Thống đốc Virginia, nhìn vào những gì ông ta đã làm. Ông ta đã thực hiện cả những cuộc hành quyết trẻ sơ sinh vừa chào đời. Bạn biết đấy, thông thường nói về phá thai, người ta tranh luận về việc phá thai muộn. Ông ta không chỉ cho phá thai muộn mà thôi, nhưng cho phép giết chết cả những đứa bé đã được sinh ra, tức là xử tử đứa bé đó. Đó là Đảng Dân Chủ, đó là Joe Biden. Tổng thống cũng đã đề cập đến một dự luật tại Virginia vào năm 2019 được hỗ trợ bởi Thống đốc Ralph Northam, trong đó cho phép phá thai ngay cả khi một phụ nữ đang chuyển dạ. Trong cuộc tranh cãi về dự luật, Northam nói trên một chương trình trò chuyện trên radio rằng nếu một đứa trẻ bị tàn tật khi sinh, nó có thể bị giết chết,
sau một cuộc trò chuyện giữa bác sĩ và người mẹ liên quan đến những gì nên làm với em bé. Tổng thống cũng nhận xét về một bức thư ngỏ vào ngày 7 tháng 6 được viết cho ông bởi Đức Tổng Giám mục Carlo Vigano, nguyên sứ thần tòa thánh tại Mỹ. Đức Tổng Giám mục Vigano cảnh báo Tổng thống về một trận chiến tâm linh mà Ngài tin rằng đang diễn ra giữa thiện và ác ở Hoa Kỳ. Ngài đề cập đến cuộc chiến này như một điều đã được Kinh Thánh đề cập đến và cho rằng đó là cuộc chiến giữa con cái của ánh sáng và con cái của bóng tối. Vị Tổng Giám mục nghỉ hưu giải thích hai bên như sự tách biệt rõ ràng giữa con cái của người phụ nữ và con cái của con rắn, và rằng những nhóm chìm sâu trong bóng tối đang tiến hành chiến tranh chống lại sự tốt lành. Đức Tổng Giám mục Vigano giải thích thêm, đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có ngài là một tổng thống can đảm bên vực quyền sống, không xấu hổ khi tố cáo chính sách khủng bố nhắm vào Kitô hữu trên khắp thế giới và là người công khai nói về Chúa Giêsu Kitô và quyền tự do thờ phượng của công dân. Tổng thống Trump nói rằng ông nghĩ rằng bức thư của Đức Tổng Giám mục Vigano là chính xác, gọi đó là một hỗ trợ to lớn của Giáo hội Công giáo đối với tôi. Tổng thống nói, như bạn biết, Đức Tổng Giám mục Vigano rất được mọi người tôn trọng. Bức thư dài tới 3 trang thật đẹp. Nó là một bức thư đẹp. Vâng, tôi biết ơn những gì ngài nói. Tang lễ một binh sĩ công giáo Ấn Độ bị Trung Quốc giết chết mang lại niềm cảm thông. Kanhama ở miền đông bang Odisha đã trở thành một cái tên khét tiếng trên toàn thế giới vào năm 2008 sau một vụ bạo lực chống lại các Kitô hữu gây ra cái chết của gần 100 Kitô hữu dũng cảm chấp nhận tử đạo. Không ai trong số những vị tử đạo này nhận được một đám tang cho ra đám tang trong vụ bạo lực nhấn chìm khu vực rừng rậm xa xôi này. Tuy nhiên, hôm 19 tháng 6, nhà thờ Đức Mẹ Bác Ái tại Rakhia ở Kanhama đã chứng kiến một đám tang chưa từng có cho một liệt sĩ công giáo. Hàng trăm người đã tham dự lễ tang của anh Chandrakant Pradhan, một quân nhân công giáo 28 tuổi, nằm trong số những người lính Ấn Độ bị thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân Trung Quốc ở vùng núi Ladakh thuộc dãy Hy Mã Lạp Sơn. Kanhama chưa bao giờ có một đám tang như thế này. Cha Mitchop Pradhan, nguyên là cha sở giáo xứ và là anh em họ của người lính tử trận này, đã nói với Alaysha sau lễ tang do ngài chủ sự. Phản ứng của hàng trăm người tham dự đám tang rất cảm động. Cả các Kitô hữu và đông đảo người Ấn giáo, các nghi thức quân cách tại nhà thờ và bên trong nghĩa trang, cũng như lòng quý mến đối với người lính tử trận, đã tạo ra mối cảm thông giữa các tín hữu của hai tôn giáo từng có quá nhiều nghi kỵ và thù hiềm. Chandrakant là một người công giáo mạnh mẽ và tích cực trong giáo hội. Em ấy đã được tôi ban phép lành khi gia nhập quân đội vào năm 2014, khi tôi còn là linh mục giáo xứ. Đức tin mạnh mẽ của anh ấy thể hiện rõ trên cây thập giá luôn đeo trên cổ. Cha Pradhan nói, một vị trí đặc biệt đã được dành để chôn cất người lính hy sinh bên trong nghĩa trang của nhà thờ Rakhia, được gọi là nhà thờ Kanhama, nơi cư trú của 3/4 trong số 80.000 người công giáo trong tổng giáo phận Kuttak Brunsbanware. Vụ sát hại kinh hoàng 20 binh sĩ Ấn Độ vào ngày 15 tháng 6 trong một cuộc đụng độ với quân Trung Quốc đã dẫn đến một tình cảm dân tộc tuôn trào. Mỗi người lính bị giết đều được tổ chức tang lễ long trọng trên khắp đất nước. Theo các báo cáo, cuộc đụng độ ở thung lũng Ladakh của tỉnh Waswan ở vùng Hy Mã Lạp Sơn lạnh lẽo đã gây ra cái chết của 20 binh sĩ Ấn Độ và ít nhất 76 binh sĩ Ấn Độ khác bị thương. Trung Quốc không công bố bất kỳ thông tin nào về thương vong, mặc dù Ấn Độ cho biết cả hai bên đều chịu tổn thất. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus.
ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.